khi mà ghép thận được mấy ngày là cô thấy nó có thay đổi là liền đó, cô ăn uống được liền. Còn trước đó là ăn rất là khó, mặc dù chạy thận rồi nhưng mà ăn uống coi như nó dễ bị ói á, ăn không có được. Hơn 30 năm trước, bà Võ Thị Thượng, 65 tuổi ở tỉnh Long An tuyệt vọng và nghĩ tới cái chết khi biết bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Sau nhiều tháng phải chạy thận để duy trì sự sống, bà cùng một bệnh nhân khác may mắn được bệnh viện Chợ Rẫy chọn để ghép thận. Đây là hai trường hợp đầu tiên được ghép thận thành công tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chính ca ghép thận vào tháng 12 năm 1992 tại bệnh viện Chợ Rẫy đã cho bà một cuộc sống mới. Ghép thận xong rồi là ăn làm như cái gì cũng ngon á. Mỗi ngày bác sĩ xét nghiệm máu rồi sáng là cho cân, làm như nó lên ký mỗi ngày luôn á. Trong vòng 4 tháng mà nằm viện, coi như nằm ở Chợ Rẫy 4 tháng mới cho xuất viện á, là cô lên được 9 ký. Trời ơi, với bác sĩ xin trưởng khoa ổng nó bứt bớt là không cho ăn nhiều nữa. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, sau hơn 30 năm, bà Thượng đã cùng chồng tới bệnh viện Chợ Rẫy trong lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận và hội thảo khoa học về ghép thận để gặp gỡ tri ân những y bác sĩ đã giúp mình bảo toàn sự sống. Đối với tôi là phải nói là rất là một sự may mắn, làm như mình được sinh ra một lần nữa. Lúc đó là cái con đường để sống là rất là mờ mịt, mình không có khả năng để mình đi nước ngoài mình ghép như bao người. Mà chạy thận hoài thì mình chịu cũng không nổi, da rồi sạm xịt mà ăn uống cũng không được nữa. Mình ra nghĩ là ghép được thận thì phải nói là vô cùng may mắn luôn. Mà đợt đầu mình ghép lại không có tốn chi phí nữa, được tài trợ hết. Đặc biệt, bên cạnh lời cảm ơn tri ân đến những y bác sĩ, những người đã cho bà một cơ hội mới, thì bà Thượng cũng luôn biết ơn người cha của mình. Chính ông đã hiến một bên thận để bà có thể tiếp tục cuộc sống. Phải nói lúc đó là mình thấy thương ba nhiều lắm, mà ba luôn. Coi như ba được thông báo là chọn để mà cho trái thận đó, ba lại mừng. Mặc dù trước đó là ba nhát lắm, ba bệnh cái gì sơ là ba rên dữ lắm à. Nhưng mà khi mà nghe con mình được chọn để ghép làm như ba mừng. Ba còn nói giấy chọn ghép được, ba còn về ba cúng heo quay. Lúc đó ba 59 tuổi, là bây giờ là ba đã 89 tuổi rồi nhưng mà ba vẫn khỏe. Cách đây 2 năm ba vẫn còn chạy Honda đi chơi được mà. Rồi giờ thì tôi sợ, tôi không dám cho chạy, tại vì ngoài đường xe nhiều quá cũng hơi sợ. Trong buổi lễ này, không chỉ bà Thượng mà rất nhiều bệnh nhân đã được ghép thận trong 3 thập kỷ qua đã cùng các y bác sĩ nhìn lại một chặng đường với nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp ghép thận. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mình đã, thứ nhất là đã đem lại cái sức khỏe cho bệnh nhân, cũng như là mình đã cho giúp cho bệnh nhân quay lại trở về cái cuộc sống đời thường, quay về hòa nhập với xã hội. Đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn để những người làm công tác ghép thận của tôi. Cho đến nay, bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 1.127 ca ghép thận với tỷ lệ thành công cao, tương đương với các nước trên thế giới. Đây là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể các y bác sĩ qua nhiều thế hệ tại bệnh viện Chợ Rẫy với mong muốn mang lại cuộc sống bình thường cho các bệnh nhân. Một cái thành công trong vòng 30 năm qua ghép tạng đó là hai chữ đoàn kết. Cái đó là một sự thành công nhất với tập thể chúng tôi hiện tại. Tại vì đối với một trường hợp ghép tạng có khi chúng ta phải huy động đến 200 nhân lực để phục vụ một ca ghép tạng. Do đó nếu như không có sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí thì chúng ta không thể nào thực hiện thành công được. Trong hành trình đã qua, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là đơn vị tiên phong triển khai các giải pháp để mở rộng nguồn thận hiến với những dấu mốc đáng nhớ như ghép thận từ người cho chết não từ tháng 4 năm 2008, ghép thận từ người cho tim ngừng đập từ tháng 6 năm 2015, ghép thận đối chéo người cho từ tháng 1 năm 2017, ghép thận không tương hợp nhóm máu A, B, O từ tháng 12 năm 2021. Đặc biệt, nhằm phát triển nguồn thận ghép và tạo sự công bằng trong ghép tạng, tháng 10 năm 2014, Bệnh viện Chợ Rẫy lập đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người. Cũng là niềm tự hào của Chợ Rẫy cho đến giờ phút này. Đó là cho đến giờ phút này,
Chúng tôi có thể khẳng định là tất cả các ca ghép tạng tại Chợ Rẫy đều thực hiện một cách rất công khai, rất minh bạch, và Chợ Rẫy chúng tôi đang làm rất tốt công tác chống mua bán tạng. Không chỉ số lượng ca ghép thành công tăng lên, mà hiện nay số lượng người đăng ký hiến tạng cũng đã tăng lên. Bệnh viện Chợ Rẫy có số người đăng ký hiến tạng cao nhất cả nước với hơn 62.000 người, chiếm gần 50%. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức của nhiều người dân về hiến tạng đã thay đổi. Họ cũng sẵn sàng cho đi để mang lại một cuộc sống mới cho những người khác. Tại lễ kỷ niệm, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương những kết quả mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã đạt được trong ghép thận nhằm cứu được nhiều người bị suy thận. Rất nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được bằng khen của Bộ Y tế và của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những đóng góp cho việc ghép thận nói riêng và ghép tạng tại Việt Nam nói chung.